Theo kênh Cadena Share, các nguồn tin từ báo chí Anh đã xác nhận tiền đạo Harry Kane quyết định chia tay Tottenham, nhưng điểm đến mới không phải ở giải Ngoại hạng Anh. Chủ tịch câu lạc bộ Tottenham, ông Daniel Levy chỉ chấp nhận chuyển nhượng Harry Kane cho câu lạc bộ ở nước ngoài như PSG, Real Madrid hay Bayern Munich với mức phí từ 80 đến 100 triệu euro, quyết ngăn chặn anh gia nhập câu lạc bộ đối thủ tại giải Ngoại hạng Anh như MU, kênh Cadena Share cho biết. Sau nhiều năm, Harry Kane quyết định chia tay Tottenham. Trong khi đó, theo tờ The Sun, Harry Kane còn một năm hợp đồng với Tottenham, nhưng quyết định chia tay đội bóng Bắc London trong mùa hè này vì đến nay câu lạc bộ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho mùa bóng mới. Spurs đang tìm kiếm huấn luyện viên mới thay thế huấn luyện viên tạm quyền Ryan Mason sau khi sa thải Antonio Conte, rồi huấn luyện viên tạm quyền khác là Christian Stellini. Các mục tiêu như Julian Nagelsmann hay gần đây là Ancelot của câu lạc bộ Feyenoord đều lần lượt từ chối gia nhập câu lạc bộ này, tờ The Sun cho biết. Vì thế, Harry Kane đã chọn giải pháp ra đi và không đàm phán đề nghị gia hạn hợp đồng để ở lại Tottenham đến hết sự nghiệp. Tuy nhiên, trước quyết định ra đi của chân sút tốt nhất của mình trong nhiều mùa giải gần đây, cùng hy vọng sẽ thu lại chi phí tốt nhất có thể, ông Daniel Levy đang chủ động gửi đề xuất đến câu lạc bộ Real Madrid. Đội bóng cũng đang tìm kiếm một chân sút mới thay thế cho tiền đạo Karim Benzema, kênh Cadena Share tiết lộ. Khả năng Real Madrid quan tâm tới Harry Kane rất lớn. Đội bóng này đang có ý định nghiêm túc chiêu mộ chân sút người Anh và sẽ đưa tiền vệ Eden Hazard vào dạng đàm phán để giảm chi phí, kênh Cadena Share cho biết thêm. Harry Kane, Declan Rice và Mason Mount là những mục tiêu câu lạc bộ MU muốn chiêu mộ Sky Sports. Bên cạnh Real Madrid, hai điểm đến khác của Harry Kane cũng rất dễ xảy ra là câu lạc bộ PSG và Bayern Munich. Những đội cũng dành sự quan tâm lớn đến chân sút 29 tuổi này trong nhiều mùa giải gần đây. Câu lạc bộ MU cũng rất muốn có Harry Kane cùng hai ngôi sao khác là Declan Rice và Mason Mount trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để tăng sức mạnh khi trở lại giải Champions League. Tuy nhiên, khả năng Harry Kane gia nhập sân Old Trafford cực khó vì ông Daniel Levy sẽ tìm mọi cách ngăn chặn.